quý vị, chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go phức tạp, là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp, coi chống lãng phí có vị trí tương đương với chống tham nhũng tiêu cực. Đây là một trong bốn giải pháp trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đưa ra trong bài viết Chống lãng phí. Bài viết này khẳng định quan điểm công tác phòng chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách. Trong phần đầu của bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn. Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho chính phủ, có khi tai hại hơn nạn tham ô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng lãng phí còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng thức khác nhau, như lãng phí thời gian, công sức của doanh nghiệp, cá nhân khi thủ tục hành chính rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện và thông suốt, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, lãng phí tài sản công do quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân diễn ra dưới nhiều hình thức. Nội dung bài viết phản ánh thực tế, trong giai đoạn 2016-2021, hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm. Hầu hết dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm đều chậm tiến độ. Có 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn 2016-2021 có thất thoát, lãng phí. Hơn 74.000 hectare đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng góp phần tham gia xây dựng các cái văn bản hướng dẫn cũng như là các cái văn bản quy định các cái chủ trương chính sách của chính phủ, của các cái cơ quan bộ ngành để làm sao quy định rõ cái trách nhiệm của các bộ ngành, đặc biệt là quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Ngoài ra, lãng phí cơ hội phát triển của địa phương, của đất nước do bộ máy nhà nước có nơi, có lúc hoạt động chưa hiệu quả. Một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc tới. Gần đây tại diễn đàn Quốc hội, vấn đề này đã được nhiều lần nhắc tới, khi không ít cán bộ thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Thất thoát, lãng phí trách nhiệm đang trở nên phổ biến trong các cấp, các ngành, ở một bộ phận không nhỏ các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức viên chức. Sự thất thoát, lãng phí này đã và đang gây ra những hậu quả khôn lường trong hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, trong thực thi công vụ, làm thất thoát, lãng phí lòng tin của nhân dân với Đảng, với nhà nước. Trong nhiều giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc tới, thì giải pháp xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày được đề cập, tạo thói quen quý trọng tài sản nhà nước, công sức của nhân dân, sự đóng góp của tập thể và công sức của mỗi cá nhân, coi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày. Một cái yêu cầu khách quan phải phát triển cái hạ tầng chiến lược đồng bộ. Cái thứ hai là giải quyết, góp phần giải quyết cái bức xúc, cái lo lắng của nhân dân chúng ta liên quan đến cái tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Đưa cái thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành công việc hàng ngày của mỗi tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Từ những vấn đề chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra dẫn chứng về một số công việc cụ thể gần đây cần phải giải quyết, như giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp gây thất thoát, lãng phí lớn, các ngân hàng thương mại yếu kém, sớm hoàn thành cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tổng kết, nhân rộng kinh nghiệm triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quảng Bình, phố nối Hưng Yên để rút ngắn thời gian thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. Khi các vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập rõ trong bài viết chống lãng phí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy sự trăn trở của người đứng đầu Đảng và nhà nước trong việc còn nhiều việc phải làm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đã đến lúc không được lãng phí cơ hội phát triển của đất nước và cũng đã đến lúc nhìn nhận nghiêm túc, coi chống lãng phí có vị trí tương đương với chống tham nhũng tiêu cực. Tinh thần xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện. Nhân chuyến thăm lần này, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tối ngày 12 tháng 10, chuyên cơ chở Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong hai ngày thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong bầu không khí chân thành hữu nghị, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung rộng rãi về thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí triển khai toàn diện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước và các tuyên bố chung hai bên đã công bố, kiên trì tuân theo phương châm, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt và mục tiêu 6 hơn để thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đạt được nhiều thành quả thực chất, toàn diện hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp tích cực, hiệu quả cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực, nhất trí tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được, phù hợp với thỏa thuận về những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, duy trì ổn định trên biển, thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển và bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, sớm đạt tiến triển thực chất, tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm đạt được quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt-Trung. Nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường, đẩy nhanh thúc đẩy kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu, đẩy nhanh xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Sát Việt Nam, Bát Sái Trung Quốc. Tăng cường giao lưu hợp tác về kỹ thuật đường bộ, nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh. Hai bên sẽ phát huy vai trò của nhóm công tác hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc, đẩy nhanh công tác nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Đẩy nhanh công tác kết nối dây khổ tiêu chuẩn từ Lào Cai, Việt Nam đến Hà Khẩu, Trung Quốc, thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước về xây dựng ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nêu trên và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về các công việc hợp tác cụ thể liên quan. Phát huy tốt vai trò của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, sử dụng tốt các nền tảng về thương mại điện tử, hội chợ triển lãm, tăng cường hợp tác hải quan, mở rộng xuất khẩu hàng hóa, thế mạnh của nước này sang nước kia. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản Việt Nam như hoa quả có múi, bơ, na roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm. Sẵn sàng tạo điều kiện để Việt Nam thành lập thêm văn phòng xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu, Hải Nam và một số địa phương liên quan tại Trung Quốc. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối giao thông, hải quan, dân sinh, giáo dục thương mại nông sản, báo chí, truyền thông, ngân hàng. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Cường.
nhất trí cho rằng chuyến thăm đã phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thủ tướng Lý Cường cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, hữu nghị của Việt Nam, trân trọng mời lãnh đạo Việt Nam thăm Trung Quốc vào thời gian thích hợp. Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.